bơm nè. U dầu còn lao vô. U dầu con. Được không ông? Không tiền. Để ở đây nè. Bắt phái để đầu à. Đó ông rút cái nè. Trời ơi. Bác quay ra kìa, mấy đứa quay ra coi ai chịu mưa mưa hoặc giỏi hơn. Sao nãy giờ không trúng ba? Chùm đây một tí. Giờ kia thằng vừa. Rồi. Mẹ bảo điện thoại mẹ để trên kệ mà nãy con không nghe hả? Rồi, đủ rồi đó. Là mất đi. Cảm ơn ông Tám. Đây là con cảm ơn ông Tám đi. Cảm ơn ông Tám. Quá thấy bà tổ. Bon ăn chùm rùa, Bon thấy sao Bon? Chua ơi là chua. Bon thầy nó ngon, ơi là ngon. Đi đâu vậy ba má? Đi đâu? Đi đâu vậy? Đi đâu? Thử cho máy quay trái đi. Đây. Ăn cho cảm giác biết trái tình hồ cua. Cua. Tí là làm nước muối chấm ăn nè. Cái không, cái này làm nước mắm đường á. Dầm. Dầm ra xong mới trộn miếng đường, miếng nước mắm vô. Ăn nó trị bệnh nữa đó. Đúng rồi, lát nữa bỏ vô cái tô đó nha. Tô làm chị? Dạ. Dạ sơ sơ, dập dập thôi chứ dạ nát ra sao ăn. Dạ cho nó hơi dập dập thôi. Dạ nó cũng chín chín á. Cảm giác tê bô giống một tim chưa? Dũng hết. Nhỏ em anh Hoàng luôn. Đi nó kêu dễ. Tê tê cái hồn. Cây kia không được. Ủa cái vườn này là nhà bác Bích đó hả? Không. Cái vườn đang ngồi đây hả? Kiếp giờ thì ngồi gần vườn nhà đại gia mà giờ mới biết đó. Mấy xà chị nhờ.
Kìa chợt kiểu tin vui rồi. Vậy thôi mấy cha con chơi với nhau. Thôi chuẩn bị vào rồi, mấy cha con chơi gì. Khi nào 1, 2, 3 với trượt nha. Chừng nào thì chạy giống giống tống cắt này lên. Con mau lên. Con đi chắc chạy rồi nè. Chừng nào thì giống đi cắt này trượt xuống hết. Ui, đó là mất ngủ. Trượt đi. ba vòng bông nữa này, một hai bắt đầu. Bông cuối cùng phải 3 điểm mới là chiến thắng. Chưa chả, chớ này chút đã. Vui mà. Coi chừng gãy cây chuối người ta nha, chỉ bứt cái lá thôi nha. Vậy con ngồi đi, một người kéo đi ha, ngồi đi một người kéo. Ba vòng nha. Bon ngồi lên, bắp ngồi lên đi, cà rốt kéo cho người bắp ơi. Kéo chậm chậm lên nha con, không té. Bắp ngồi lên đi, cà rốt kéo cho kìa. Bắp ơi, kéo cho cà rốt kìa bắp. Bon kéo cho cà rốt cũng được bon. Bon ơi, kéo cho cà rốt ngồi thử coi bắp, kéo bon. Bon. Bon mới bắp kéo cho cà rốt ngồi thử coi.
5 phút nữa vào nha, vào đáp ăn nha. Khó lắm á. Cò cò một chân khó lắm á. Cò cò một chân hoặc là chân kia không được, một chân không được chạm vô cát nha, mà lên nó được nha. Leo lên được rất là thắng nha. Thằng Bo leo đúng rồi đó. Không được đụng cát nha, chân kia không được đụng cát nha. Người này là bò lên được chân này xong rồi đổi chân nha, xuống đổi chân khác mà thắng được là thắng nha. Đổi chân xuống đổi chân khác nha anh. Rồi đổi chân khác. Chơi này tập thể dục vui. Chơi nổi. Thôi vào chơi đá banh hả? Dạ. Thôi vào.